Alo, xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Dậy sóng cho các bạn trẻ tuổi từ 20, hăm mấy trở lên, ba mấy, 40, thậm chí CC đã xài, thích lắm. Thì tùy nếu các bạn thích thì sẽ là thích, còn nếu như các bạn không thích thì sẽ là không thích. Dù CC có nói như thế nào đi chăng nữa, sự quyết định là ở các bạn. Đây, đây là highlight. Theo như các bạn biết ở Mỹ bây giờ đó, ai trang điểm người ta cũng phải cần tới highlight. Vì highlight nó làm cho khuôn mặt các bạn sắc nét, rõ từng phần, đẹp từng nét. Thì đây, đây là highlight. Thứ nhất là rẻ tiền, nhưng nó lại cực kỳ đẹp, cực kỳ sáng khuôn mặt các bạn khi các bạn xài. CC chưa mở ra, CC chưa biết. Nhưng CC đi với cháu ngoại. Khi cháu ngoại thấy một cái, cháu ngoại chụp liền và xin CC để mua. CC mới nói rằng là con còn nhỏ quá. Thì cháu ngoại mới trả lời là mua cho con đi, để con tặng cho các chị lớn ở trong trường con. Các chị xài những cái này nhiều lắm, đẹp lắm. Cho nên là CC mua cho cháu ngoại hai hộp. Và CC mua để giới thiệu đến với các bạn hai hộp. Bạn nào thích liên lạc với anh Sa 0982571934. Chỉ có vài đô la thôi. Nếu các bạn không xài highlight quen thì các bạn hãy mua hộp này để tập xài, để xài thử. Tuyệt vời. Nhớ, đây là highlight, không có phải là phấn, cho nên không thể đánh hết khuôn mặt được. Thí dụ khi các bạn trang điểm xong, các bạn đánh má hồng thì đây là cái highlight cho các bạn đánh lên như vậy nè. Để ở chỗ này nè, nó sáng lên, nó sẽ nổi cặp mắt của các bạn và cái gò má hồng hồng, xinh xinh. Chỉ cần một cái đường rất là nhẹ từ ở đây đi lên thôi là khuôn mặt các bạn sáng, đẹp. CC xài highlight nhiều lắm, CC biết. Nhưng cái CC nói là cái này nó quá đẹp mà nó chỉ có vài đô la. Là tại sao? Vì chỉ là một cái hiệu bình thường. Biết đâu 5 năm, 10 năm sau họ sẽ trở thành một hiệu nổi tiếng thì đâu ai biết được. Loại này chỉ mới ra vài năm thôi các bạn. Thật là tuyệt vời. Hãy thử. Chỉ có vài đô la. Mua thử để xài, để biết ha. Kể tới, quá dễ thương phải không cả nhà? Lúc đầu đó CC không biết là cái gì luôn. Lấy mắt kiến ra đeo, thì ra là son bóng, son môi, dưỡng ẩm. Nhưng mà lý do CC nhìn nó lạ là nó hình trái thơm. Nó có nhiều màu lắm, nhưng mà mấy cái màu kia đó CC thấy người ta tháo ra nhiều quá rồi. Chỉ có cái này nè, là CC thấy nó còn nguyên, nó còn đẹp. CC mở cho cả nhà xem đây. Đây, giống như cái trái chôm chôm nhưng mà thật sự nó là trái thơm. Son bóng, chỉ cầm như vậy đánh lên môi thôi. Dưỡng da, trời nóng hoặc là trời mưa, trời lạnh hoặc là trời nắng nóng đều xài được hết. Dễ thương không cả nhà? Trái thơm. Và đây cũng là cái son dưỡng da, son bóng. CC không muốn mở ha. Là cái cây bình thường giống như chúng ta đó, xài hết thì vặn cái đít này lên. Vậy thôi. Rẻ tiền, dưỡng ẩm rất là cao, CC đọc rồi. Trời khô, trời lạnh, môi của chúng ta đó, nó chốc. Cho nên là cần phải dưỡng ẩm rất nhiều. Đàn ông, đàn bà đều xài được. Nhưng mà cái này màu hồng, cho nên đàn ông không xài được. Kế tới nữa là chai này. Chai này đó là cái chai xịt body. Nó có kim tuyến. Hôm bữa CC có làm một video chai kia của hiệu Guess. Chai này CC mới mua ngày hôm nay. Chai nhỏ thôi, để chúng ta mang đi theo ở trong người, mang trong giỏ. Nếu các bạn đi vào buổi tối dưới ánh đèn thì các bạn nên xài. Vì sao? Vì nó có leather, giống như kim tuyến, nó có nhũ. Khi các bạn xịt ở trên người, các bạn ở trên cổ, ở trên người, ở trên tay này nọ, dưới ánh đèn đó, các bạn đẹp lắm, lung linh luôn. Nè, mua chai nhỏ này thôi được rồi.
Tại vì đi đâu chúng ta mới xài mà. Chứ chúng ta không xài thường xuyên. Nếu mà xài thường xuyên đó thì các bạn xài những cái chai mist bình thường ở nhà mình rồi, đúng không? Thì đây, CC thấy nhỏ cho nên CC mua có một chai duy nhất rồi. Thì bạn nào thích liên hệ với anh Sa 0982571934. Đẹp lắm các bạn, thơm lắm. CC mở nắp ra hửi rồi nhưng mà CC không có dám xịt ra thử thôi. Rất là thơm. Đây là nước hoa đó các bạn, mà nước hoa nhẹ. Nước hoa để cho chúng ta xịt gọi là body spray đấy, nhưng mà có kim tuyến. Thì nó đắt tiền hơn là cái body spray bình thường. Lúc nào cũng đắt gấp đôi ha. Thì đây, chai nhỏ tiện lợi, mang theo ở trên người, đi tiệc cưới hoặc là bất kỳ nơi nào. Lấp la lấp lánh, bạn thật là xinh đẹp trong một cái bữa tiệc đó. Còn nếu chúng ta xịt những loại bình thường, nó không có kim tuyến nhũ như vậy, kim tuyến như vậy thì bình thường quá rồi. Mà nhà design họ design ra như vậy, thì các bạn dư sức biết rằng là tại sao họ design ra như vậy. Vì họ muốn các bạn lung linh dưới ánh đèn màu. Là đây các bạn, tuyệt đẹp. CC xài nhiều lắm, CC biết. Đó, CC xin được tạm ngừng video ở đây. Kính chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Bye bye.